xuất hiện bên Harry Won, Trắng Thành có việc làm, khiến dân tình bàn tán, giống hệt vợ chồng Đỗ Mỹ Linh. Mọi động thái của Trắng Thành Harry Won đều được quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trắng Thành Harry Won tại sân bay. Cặp vợ chồng ăn vận giản dị, đeo túi hiệu, mọi chuyện sẽ không có gì để bàn tán. Khi dân mạng phát hiện, Trắng Thành có hành động được cho là thiếu ga lăng với Harry Won. Theo đó, khi di chuyển lên xe, Trắng Thành không mở cửa cho vợ, nhiều bàn luận sau đó nổ ra, cũng có ý kiến bên vực và cho rằng Trắng Thành đang cầm điện thoại và đang tập trung vào đó. Hơn nữa cả hai cùng ngồi ghế sau, nên việc mở cửa là không cần thiết, thậm chí là mất thời gian. Từ đó người hâm mộ cặp đôi mong muốn cư dân mạng không nên phán xét sự việc qua một cái nhìn. Trước đó chồng Đỗ Mỹ Linh cũng từng rơi vào tình huống tương tự vì để vợ tự mở cửa xe. Thời điểm đó Đỗ Mỹ Linh trả lời phỏng vấn báo dân trí. Chuyện đó tôi thấy rất là bình thường, nhưng không muốn mọi người cứ xôn xa bàn tán, nên không muốn chia sẻ. Khi phóng viên hỏi thêm, Đỗ Mỹ Linh từ chối trả lời. Trấn Thành Harry Won là một trong những cặp vợ chồng có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí. Sau gần một thập kỷ về chung nhà, cả hai khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm chân thành, ngọt ngào dành cho nhau. Mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nói về hôn nhân của mình, Harry Won chia sẻ. Bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy ấp tiếng cười. Về phía Trấn Thành, anh cũng hạnh phúc vì mỗi ngày mở mắt ra cũng là nụ cười nhắm mắt lại cũng là nụ cười cặp đôi luôn cố gắng sống tốt từng ngày xuyên suốt chặng đường hôn nhân của mình trắng thành harry won thường xuyên vướng phải tình đồn rạn nứt hết hợp đồng hôn nhân chán lên tiếng tính chính cả hai lựa chọn yêu thương nhau thể hiện tình cảm công khai như cách khẳng định mối quan hệ vĩnh cửu